Xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì mình làm một video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em 5 bước để chúng ta khắc phục cái tình trạng cây lan của chúng ta nó bị thối rễ, nó bị hỏng rễ, bị tụt rễ. Thì trong quá trình chăm sóc cây lan thì thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh chị em phản ánh rằng là cây lan của các bạn nó bị thối rễ, tụt rễ. Nguyên nhân chủ yếu thì mình thấy rằng là đa số anh chị em bị lan bị thối rễ là do cái giá thể của cái chậu lan nó bẩn quá. Cái thứ hai nữa là anh chị em tưới nhiều nước quá cho cây lan, làm cho cái bộ rễ của cây lan nó bị úng nước và nó bị thối. Và khi mà nó bị thối rồi thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Thì anh chị em chú ý đón xem đến cuối video để chúng ta biết được cách để chúng ta khắc phục cái cây lan nó bị thối rễ. Thì đầu tiên, bước đầu tiên thì khi mà cây lan nó bị thối rễ thì anh chị em cần phải cắt bỏ những cái rễ thối đi. Và anh chị em chú ý là chúng ta đừng có tham để những cái rễ mà nó bị thối. Chúng ta kiểm tra bằng cách là nếu như mà cái rễ nó bị thối thì anh chị em kéo cái rễ đó thì nó bị tụt rễ ra. Và ở trong thì nó có một cái sợi như sợi chỉ, thì đấy là cái rễ nó bị thối. Còn anh chị em lấy kéo hoặc lấy dao anh chị em cắt vào mà nó vẫn còn tươi thì cái rễ đó thì vẫn sử dụng được nha mọi người nha. Chú ý là những cái rễ nó bị thối và anh chị em quan sát là cái rễ nó bị thối ấy, thì thường là nó có cái màu ngả sang màu vàng nha mọi người nha. Đây này, bình thường thì cái bộ rễ của nó phải như thế này. Và già hơn thì nó sẽ có những cái màu xanh. Già hơn thì nó có màu xanh. Thế nhưng mà ở trong nó vẫn tươi nha các bạn nhé. Còn cái rễ mà nó chuyển sang màu ngà ngà vàng vàng thì anh chị em cần phải kiểm tra xem là nó có bị thối hay không. Và những cái rễ thối thì chúng ta cắt bỏ đi. Chúng ta đừng có tham. Hoặc là thậm chí anh chị em về cái mùa này anh chị em có thể là cắt bỏ đi hết cũng được, không sao cả. Những cái rễ mà chúng ta nghi ngờ nó bị thối ấy, cắt hết đi. Sau đó là chúng ta trồng lại. Tại vì mùa này đang là mùa sinh trưởng và phát triển của cây lan nên là cái việc làm rễ cho cây lan nó không có gì là khó cả. Bước đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai đó là anh chị em mang cái cây lan ra trồng. Thì anh chị em trồng và anh chị em chú ý cho mình là khi mà trồng cái cây lan thì các bạn cần phải cố định cái cây lan bằng cách là chúng ta sử dụng những cái ghim để chúng ta cố định cái cây lan lại. Đây, ví dụ như là những cái ghim như thế này chắc chắn. Đấy, những cái ghim như thế này. Đấy, ghim chắc chắn lại để cho cây lan khi mà nó ra rễ, nó bén rễ thì nó không bị lung lay và cái bộ rễ của cây lan nó vẫn phát triển bình thường. Đấy, và sau khi mà bước thứ hai trồng xong thì anh chị em tiến hành khử trùng cho cái chậu lan. Thì khử trùng là cái bước này cũng rất là quan trọng nha mọi người nha. Anh chị em sử dụng cho mình là, một là anh chị em sử dụng nước vôi trong, anh chị em tưới cho toàn bộ thân, lá, rồi là gốc, rễ, rồi là giá thể của cây lan bằng nước vôi trong nha mọi người nha. Nếu như mà anh chị em nào mà không có nước vôi trong ấy, thì anh chị em cũng có thể là sử dụng cái sản phẩm này cho mình, Bencona. Đây này, cái Bencona này nó có tác dụng là diệt virus, vi khuẩn và nấm mốc. Đấy, thì anh chị em sử dụng cái này cho mình là 3ml trên 1 lít nước và tưới cho toàn bộ cây lan để khử trùng. Đấy, sau khi mà khử trùng rồi thì anh chị em chuyển sang bước thứ tư, đó là chúng ta chăm sóc cây lan. Thì chăm sóc cây lan thì trong giai đoạn này quan trọng nhất là chúng ta kích thích cho cái bộ rễ của cây lan nó phát triển. Thì đối với lại những cái cây lan nó bị hỏng bộ rễ thì thường nó sẽ bị héo lá nha mọi người nhé. Cái chuyện cây lan nó héo lá là chuyện bình thường. Tại vì sau khi mà nó hỏng cái bộ rễ thì cây lan nó không hút được chất dinh dưỡng là một, nó không hút được nước là hai, nên là buộc cái lá lan nó phải co cái những cái lỗ không khí lại. Đấy, để cho nó giữ cái nước ở trong cái thân của cây lan. Và thậm chí là có những cây lan nó bị teo tóp cái thân đi. Đấy, và cái việc mà nó bị teo tóp thân và việc
nó bị héo lá là cái chuyện bình thường, tại vì cái bản năng sinh tồn của cây lan rồi. Nó phải héo như thế thì nó mới giữ được nước, còn nếu như mà không thì nó sẽ không giữ được nước. Hoặc là anh chị em cũng có thể là cắt bỏ cái lá lan đi cũng được. Thế nhưng mà theo mình thì không nên, tại vì cây lan nó tự nó có cái cơ chế, nó tự nó đóng cái lỗ khổng khí lại để nó giữ nước ở bên trong. Đấy. Và anh chị em sử dụng cho mình cái GE gừng. GE gừng thì nếu như mà anh chị em nào có GE gừng thì sử dụng GE gừng với cái liều lượng là 2ml trên 1 lít nước và tưới cho cây lan 4 ngày một lần. Đấy. Rồi là anh chị em sử dụng thêm cái sản phẩm thứ hai, đó là cái dịch nha đam ấy. Dịch nha đam với lại GE gừng mình cũng đã hướng dẫn làm ở trên kênh YouTube Đức Hoa Lan của mình rồi. Thì anh chị em có thể là search cái từ khóa dịch nha đam hoặc là GE gừng, thêm cái từ khóa Đức Hoa Lan vào nữa và anh chị em search thì nó sẽ có cái video đó lên. Thì anh chị em làm và anh chị em tưới cho cây lan. Thì đối với lại cái dịch nha đam thì anh chị em pha với cái liều lượng là 100ml dịch nha đam với lại 1 lít nước và tưới cho cây lan. Cái dịch nha đam này thì có thể là tưới cho cây lan 3 ngày một lần. Đấy. Và nếu như mà anh chị em nào mà muốn tưới cái dịch nha đam này mà tưới ngày nào cũng tưới thì anh chị em pha với lại một nửa cái liều lượng đó thôi. Đấy. Một nửa cái liều lượng đó, tức là 50ml trên 1 lít nước và anh chị em tưới hàng ngày cho cây lan được nha. Thì anh chị em nào có GE gừng và dịch nha đam thì tưới bằng hai cái sản phẩm trên thì cứ cách nhau là 3 cho đến 4 ngày thì anh chị em tưới cho nó một lần. Đấy. Tức là 3 ngày hôm nay, ngày hôm nay chúng ta tưới dịch nha đam thì 3 ngày sau thì chúng ta mới tưới đến GE gừng. Đấy, và 3 ngày sau nữa thì anh chị em lại tưới dịch nha đam. Cứ luôn phiên như thế nha các bạn nhé. Và nếu như mà anh chị em nào mà không có dịch nha đam cũng không có GE gừng thì anh chị em sử dụng cho mình cái công thức là Hùng Nguyễn và cái vitamin B1 nha anh chị em nhé. Hùng Nguyễn thì anh chị em sử dụng cho mình là 5 giọt Hùng Nguyễn và 5 giọt B1 này pha với lại 1 lít nước và anh chị em tưới cho cây lan mỗi ngày một lần. Đấy, tưới cho cây lan mỗi ngày một lần. Đến khi nào mà nó có cái bộ rễ, có cái bộ rễ thì thôi. Đấy. Và nếu như mà anh chị em không có Hùng Nguyễn với lại B1 thì anh chị em sử dụng cho mình cái Ami Green này. Đấy. Ami Green này thì anh chị em pha cho mình là 0,5ml Ami Green và 0,5ml B1 với lại 1 lít nước. Hai cái loại đó anh chị em kết hợp lại với lại 1 lít nước và tưới cho cây lan 3 cho đến 5 ngày thì tưới cho cây lan một lần. Thì tưới như thế thì mình sẽ đảm bảo là cây lan nó sẽ sớm có rễ thôi. Đấy, và khi nào mà cây lan nó có cái bộ rễ và nó bám vào cái giá thể, nó có bộ rễ nó khỏe như này, ví dụ như đây này, có những cái rễ nó khỏe như này, thì anh chị em sử dụng bộ 3 combo như này cho mình. Super Thai là 1 giọt, B1 là 5 giọt và cái Biorot để kích rễ thì là 0,5 cho đến 1ml Biorot. Và anh chị em tưới cho ba cái sản phẩm trên thì anh chị em pha với lại 1 lít nước và tưới cho cây lan 5 ngày một lần. Đấy. Và sau khi mà cây lan của chúng ta nó có cái bộ rễ nó đã khỏe mạnh rồi, nó đã bám vào trong giá thể rồi. Đây, ví dụ như là cây như thế này, nó đã bám vào giá thể rồi nha các bạn nhé. Đấy, nó ăn xuống giá thể rồi. Hoặc là những cái kỳ như thế này, có cái bộ rễ nó khỏe, nó đã bám chặt vào giá thể rồi. Thì anh chị em sử dụng đến cái phân NPK 20-20-20 đều này là 0,5 cho đến 1 gram. Thì anh chị em pha chung với lại cái thằng Super Thai này, Biorot này và B1 như mình vừa hướng dẫn ở trên. Và anh chị em tưới cho cây lan
5 cho đến 7 ngày thì tưới cho cây lan một lần. Và cái liệu trình này thì anh chị em cứ tưới cho cây lan suốt đời. Và nếu như mà khi mà cái cây lan nó phát triển, nó to lên, thì anh chị em tăng cái liều lượng lên. Tăng cái liều lượng 3 cái sản phẩm B1 này, Super Thai này, Biorot, rồi là phân NPK. Thì anh chị em cứ tăng liều lượng lên. Đến khi nào mà cái cây lan, cái phân này nó lên đến 3 gram, 3 gram là tối đa nha anh chị em nhé. Và cái Super Thai nó lên đến 5 giọt. Và cái B1 này thì nó lên đến 2 ml. Và cái thằng Biorot này thì nó lên đến 3 ml. Là nhiều nhất nha anh chị em nhé. Đấy thì là chúng ta cần phải căn cứ vào tình hình phát triển của cây. Cây nó càng to thì chúng ta cần phải sử dụng cái phân thuốc nó càng nặng lên. Còn cây nhỏ thì anh chị em chú ý là sử dụng phân thuốc với cái liều lượng rất là nhạt thôi, thì cây lan nó phát triển nó mới khỏe được. Rồi ok, và mình xin kết thúc video chia sẻ hôm nay ở đây. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.